Rồi, chào Duy luôn. Hello, xin chào luôn. Cá lóc này nhiêu Duy ơi? Cá lóc này 38 ngàn chú ạ. À, 38 ngàn. Gặp anh Hà cá lóc đẹp trai nè, đó, đẹp trai. Nhiêu ký thì sao Duy? 120 chú ạ. À, 120, còn mực bạch tuộc nhỏ này nhiêu? Nhỏ 101. Nang 101 luôn. Nang 101 luôn. À, chào cô Dung luôn nha, rồi chúc cô Dung bán đắt luôn nha. À, lấy chốt nhiều cháu. Trong lỗ này 100 ngàn mà. Một lỗ hả, đang lỗ hả, chúng bán ký hả? Không, bán ký á, ký. Ký nhiều ký. 75 ngàn lựa ra 100 ngàn. Lựa là 100 ngàn, còn hút ngàn là 75 ngàn hả? 75 ngàn. Rồi, chào bánh tèo luôn. Lương 100 ngàn bao lương này thấy to quá ha. Dạ, cái này to. À, to 100 ngàn ký hả? À, 100, 101, 102. Cá hường là 50 ngàn hả chị ha? Còn cá này là cá nục 50 luôn. Bớt 2 ngàn báo bớt nè. Cá chuồng này chị bán cá chuồng luôn nhiêu vậy? 30 ngàn cá chuồng á. Đây là toàn cảnh chợ đầu mối Bình Điền, khu nhà lồng D và khu nhà lồng F, khu hải sản tươi. Sáng thứ năm Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Rồi cá biển sổ 1 ký 25 ngàn. Trời, khu này cá sòng nhiều quá các bạn. Ồ, cá khoai bữa này ngon quá nha. Ừ, cá khoai hồi tối á. Hầu hôm 110, giấc này bán có 80 à. Trời ơi, nhìn cái đã ghê, con cá khoai luôn. Cá khoai. Hàng VIP, hàng VIP. Cá khoai bữa này nhìn thấy ngon ghê á. Hầu hôm này bán 110, giờ này còn có 80 à. À, giờ này bán có 80 ngàn, sổ là còn có 80 ngàn. Hồi bia 12 giờ bia bán có 110 trong giữa. À. Giờ này bán có 80 ngàn. Cá khoai thường thường lại gì ngon anh? Ăn cá khoai, chè cơm, giúp cái mấy mùi tươi. Giúp đổ mùi tươi ăn. Ngon ngót hả? À. Nãy nhìn cá khoai cái ngon ghê á. Nấu nước ngót xong rồi nấu nước cặn cà xong rồi bỏ cá khoai vô nhấc xuống. Chào chú luôn nha. À. Chú này vui vẻ lắm. Rất vui vẻ luôn. Tăng dư cho không có cần thiếu. 2 giờ rưỡi 2 chú. Có vẻ rồi. Rồi cá sổ 1 ký có 25 ngàn các bạn. Ô, bữa nay bán cá gì đây? Bữa nay bán cá lóc hết hả? Rồi khu này cá cha to ghê ha. Cá rô phi nữa. Bữa nay tôm càng. Rồi thấy rồi. Thấy chưa? Bữa nay bán tôm càng nữa ha. Tôm càng sống này bao nhiêu? 90. Tôm sống này 90 ngàn hả? Dạ, thấy em rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Đây là thấy nữa nè, này 90 ha. 90 ngàn luôn, tôm càng sen luôn, 90. Tôm càng sen. Thôi chào chị luôn nha. Tôm càng ngon, 90. Bán chồng, bán chồng, bán chồng luôn. Con trà này cũng bự ghê rồi ha. 80 ngàn luôn rồi. Đã kìa. Có đã chứ đã này. Con trà này có 80 ngàn ký. Thôi chào anh luôn nha. Đây có mấy con cá leo với cá lăng. Cá lăng sáng thứ năm là cũng 70 ngàn cá sống luôn nè. Cá này bán được nhiều chưa chị? Ồ, đây cá chốt hả? Chốt. Cá chốt nhiều cháu. Trong lỗ này 100 ngàn mà. Một
lỗ mà đang lỗ mà chứ bán ký à? Không bán ký á, ký ký nhiều ký 75.000 lựa ra 100.000, lựa là 100.000, còn hút ngang là 75.000 hả? 75.000 rồi chắc được rồi. Bự đó đi trả tiền chứ, người đây lấy xe nha, mấy ký bỏ vô cái bịch đi, rồi 2 ký rưỡi cắt chút sống này 75.000 các bạn. Cái lăng này, cái lăng sống luôn, cái lăng sống này nay nhiêu chị? 65.000. Thứ năm này bán cá cũng rẻ rồi bạn. 225.000. Bên đây cái lăng nhỏ hơn 65.000. Ồ, có mấy con cá leo nữa ha. Cá leo bao nhiêu ký vậy? 60. À, cá leo là 60.000. Chị lấy cá leo luôn không? Cá leo là 60.000, cá lăng là 65.000 các bạn. Cái đó dưới chị bán được nhiều cũng xả đó. Cứ cứ về đi mua đi. Trời ơi, khu này tôm càng. Tôm càng ngột chết nhiều quá các bạn. Quá trời luôn. Ngột chết là bao nhiêu ký vậy cháu? Tôm càng ngột chết là bao nhiêu ký vậy cháu? À, bởi chục rẻ quá. Tôm càng này mới ngột chết rồi các bạn, mà bán có 70.000 ký rồi các bạn. Quá trời luôn, tôm ngột chết nhiều quá trời luôn. Tôm càng đây ngột chết nhiều quá. Bảy chục, tám chục, chín chục có hết các bạn. Rồi chào anh Tèo luôn. Lương 100.000 luôn. À, lương này thấy to quá ha. Dạ, cái này to. À, to 100.000 ký hả? À, 100, 101, 102. Giá gì bán được nhiều trên tàu? Chắc đi theo ông làm YouTube luôn. Rồi, chị cho đi không? Bán ế chắc đi theo ông làm YouTube luôn đó, chứ tôi ế dữ lắm rồi đó. À. Thôi, chào anh Tèo luôn nha. Rồi, cảm ơn quà. Ờ, chú anh Tèo bán đắt nè. Thì con đi xa vừa quay rồi. Hôm qua quay cá chẹt, cá kẹt, cá chạch đẹp ghê á. Không à, làm kia nó vừa quay rồi nè em. À. Vậy là nhớ mẹ có về quê rồi á. Có bệnh gì à? Cá chạch 70.000 á. Bên đây nhỏ 50 anh. À, bên đây là nhỏ hơn là 50.000. Lương ngột 80. Lương ngột chết này là 80.000 hả? Cái chạch lớn thì 70, nhỏ thì 50, phải chào chị luôn nha. Rồi. Đi dài khu này cũng bán mực nhiều lắm các bạn ơi, mình tuột. Lớn. À, trăm ngàn sổ chín chục nữa nha.
trơn rồi. À, loại nhỏ hơn 70 ngàn các bạn. À, chú chào luôn nha. Anh quay ra mới bán đắt đó cơ. À, quay người đẹp bắn mực nè. Rất vui vẻ, cười tươi lắm. Bạch tuộc này nhiêu vậy chị? Tuộc có 70 anh. À, còn mực này? Có 80. À, mực này là 80 ngàn. À, mực nang là 80 ngàn. Quên đâu? Ba cái. Rồi, an tâm. Cô lấy cây to của quýnh nha. Mua anh chơi dạ, chạy cá nói nhiều chứ ăn như để luôn. Ô, mực nhìn thấy ngon quá trời luôn. Như ăn như để luôn á. Mực nang nhỏ này là mấy chục? 50 anh. 50, còn mực bạch tuộc này là? Bạch tuộc 70. 70, còn mực nang này? Mực nang con kia 80. À, mực nang lớn này 80. Rồi, chúc người đẹp bán đắt hàng chưa bao về luôn nha đây. Ôi, nãy giờ chú đi tôi thấy tôm càng gột chết nhiều ghê á. Bữa nay nhiều ghê á. Chào chị. Cá hường là 50 ngàn hả chị ha? Còn cá này là cá nục 50 luôn. Bớt 2 ngàn báo bớt nè. Cá chuồng này chị bán cá chuồng luôn nhiêu vậy? 30 ngàn cá chuồng á, nhìn nó tươi ghê ha. Ăn kỹ ha. Cá chuồng này nấu ăn ngon chứ. À, 30 ngàn, còn cá ngừ đó chị. Ngừ bán 45 ngàn rồi. Ngừ bò này bán 45 ngàn. Rồi, em chào chị Vũ luôn nha. Ê, chị Vũ bán cá cũng vui vẻ lắm. Rồi, chào cô luôn. Cô lúc nào không thấy nở nụ cười là thấy vui vẻ luôn à. 100 ngàn một lỗ. Một chấm. Ôi, cái rổ này 4 con to kìa á. Rổ này 3 con. Cá đang sống luôn à, đang búng luôn nè. 100 ngàn rổ rẻ quá trời. Thôi chào cô luôn nha. Ờ, chúc cô bán đắt hàng. Làm giùm. Không có làm gì. Bên kia đâu đi cá giữa đó. Không làm gì. Bên đây cũng bán cá diêu hồng 100 ngàn đổ nè các bạn. Rồi, chào buổi sáng luôn nha. Chào em trai buổi sáng luôn, vui vậy. Sáng giờ bán được không? TV vậy đó. Sáng giờ lấy được không? Bán được không? Lấy đây hả? Bạch tuộc bữa nay nhiêu vậy? À, 90 ngàn. Hai da đó, 100 ngàn. À, bạch tuộc hai da 100 ngàn thôi nha. Mực nang 120. À, mực nang là 120. Sáng giờ anh bán được không anh? Được. Cũng lây rai nha. Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ năm các bạn. Bên ngoài đang đi dọc bên ngoài nhà lồng đó các bạn. Ồ, cua cá vô ổng nữa. Cá vô hộp to ghê á. Nhiều ký vậy? 50 ngàn. Ôi, cá to ghê á. Cá này cũng hơn ký rưỡi á. Ký rưỡi con á. Con nào nó đã ghê á, to ghê. 50 ngàn ký cá vô hồng sáng thứ năm này các bạn. Đây có cá lóc chị An nữa bạn.
cá lóc. Cá chê phi. Nhiều ký vậy? Lấy nhiều ký vậy? 60.000 ký ấy. Sáng thứ năm này ấy 60.000 ký các bạn. À, cá chê phi này có 26.000 ký các bạn. To ghê các bạn ơi. Rồi chào anh luôn nha. Tục đi dọc dọc bên ngoài nhà lồng ép các bạn. Đây có cái sạch rằng con quay. Bên đây là cá biển, cá đối cũng nhiều các bạn. Đủ thứ loại cá. Mực. Ô, chạm chai luôn. Bao nhiêu nay nhiêu em? Chục. Còn mực nam bên đây? 100.000. Mực nam kia này là 100.000. Mấy chục nhỏ mấy chục? 100.000 luôn. Qua cái về mực cho bán ấy luôn rồi hả? Dạ. Bán đắt hàng ghê ha. Rồi chào luôn nha. Qua cái về mực ngon ghê á. Nó lâu lâu mới đi con đợi. À. Giờ ông ra đây luôn là lâu gái 40 cái rồi cái nhỏ 35 được không đang đi thôi bắt cá nhỏ bắt mấy chục con cá nhỏ nó có làm không vậy nhỏ cỡ nào nè nó bỏ xíu nè nó kìa có bán không kìa tôi biết cỡ nào không này cá lóc chị An này nhìn cái bóng đen luôn các bạn rồi chào anh luôn nha. Rồi chào Duy luôn. Hello. Hello, xin chào luôn. Cá lóc này nhiêu Duy ơi? Cá lóc này 38.000 chú ạ. À 38.000. Gặp anh nha, cá lóc đẹp trai à, đó, đẹp trai. Có số gọi không anh?
nhiều cô để ý chi số điện thoại không có cho. Trời ơi, đỡ nhiều hơn mấy cô kia chỉ nói chú ơi xin số điện thoại của anh bắt cái lóc giùm cháu cái, mà xin cái chú này không cho thôi chứ thua luôn rồi. Chủ nợ cô nhiều quá. Bữa nay bà dạ cá lớn là 38 ngàn. À, cá lớn có 38 ngàn ha. Bán cũng còn gần hết rồi ha. À, chợ Bình Điền là nơi bỏ sĩ mà đẹp nhất. À, chú chào Duy luôn nha, chúc Duy bán đắt luôn. À, Nguyễn Hòa đã tham quan vừa bán mực Indo các bạn. Đi giữa là 120 ngàn. Ôi, mực to này bao nhiêu ký vậy? 128 ngàn. Còn kia giữa là 120. Cái này là 128 ngàn. Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà lồng D sáng thứ năm các bạn. Bên ngoài là tham quan khu bán hải sản. Toàn cảnh bên ngoài khu nhà lồng D, Nguyễn Hòa đang đi dọc bên ngoài nhà lồng. Chúc ai bán đắt nha. Cái chai bè nhiêu? 35. Cái chai bè quá. 950. Cái bè đẹp ghê ha. Đẹp mà đẹp thấy ghê, ngộ không? Vậy mới là đẹp chứ. Đẹp mà đẹp thấy ghê luôn à. Cái chai bè có 35 ngàn ký hả? Cá thịt trắng hả chú? Ờ. Cá thịt trắng. Nó cũng có nhiều loại phải không? Nhiều loại, cá mỡ vàng. À, mỡ vàng con em. Cá thịt trắng, cá vàng. Cái này thịt trắng hả? À, cá hầm. Còn cá thịt màu đỏ nữa. Cá màu xanh nữa. Gà màu đỏ là bà xã ngồi kìa. Thôi chào luôn. Giờ đây bán cá cam. Đầu cá bóp. Cá tầm, tôm thẻ. Cái gì em gái ơi? Cái gì tức? Cái đó bán 130 này. Đúng, 140 nó bán 130 đó. Để lửa đi, cái này bán 160. Cái tôm sống ăn kìa. Tôm sống thì tôm sống. Tôm sống là 160 ngàn nè. Đó, tôm sống nhìn thấy ngon ghê không? 3 mấy con. Ờ. Tôm này một chế là 130. Anh có mấy con cá tầm bao nhiêu ký vậy? Cá tầm 130. 130 ngàn. Mấy đứa con trai hôm nay nó nghỉ bán à? Bữa nay cháu bán nhiều ký vậy? À, còn cá sa ba lớn hả? À, sa ba lớn là 45. Cá cam là 60 ngàn ha. Đầu cá hồi cũng 40. Cá ngừ 40 ngàn luôn. Cá chim ha, cá chim có 30 ngàn hả? Chim trắng mồ côi. Ô, cá chim này có 30 ngàn ký ha. Ồ, sa ba ngon quá ha. Mà có mấy chục? Sa ba 45 ngàn. À, chú chào luôn nha, chợ vắng người quá. Chợ nó đưa người đâu, có đâu. Rồi, Nguyễn Hoài đang đi dọc bên ngoài nhà lồng D đây. Khu này bán cá lóc, cá chạch. Rồi,
quá các bạn ơi. Trời ơi mực này nhìn thấy đã quá. Nhiều ký rồi chị. 150. Dạ bá, chưa có nước. 150.000 ký. Trời ơi cá sòng, cá hường. Chị luôn nha. Thôi chào. Chào chị Ánh luôn. Dạ chào anh qua. Bữa nay thấy chị Ánh nha, làm nhiều quá ha. Bữa nay em qua đây bắt cũng được. Lóc là to này nhiêu chị Ánh? 45.000. Lóc nhỏ chị Ánh? 38.000. 38.000. 45.000. 45.000. 40.000. À, lóc nhỏ. Không quên nữa. Em qua có anh kia dễ luôn, nó bên thịt của. Mua cái cam xong tiền xong cái lột nó ra. Bà nhìn thấy tôi không? Ở xe anh này chùa. Tôi có kinh quả lại tôi tiền bà đó. Anh này chùa. Cảm ơn anh này chùa. Ủa thầy chùa mua cá lóc về hả? Ông cạo đầu tôi lóc rồi. Ông cạo đầu chứ không phải là ông thầy chùa tiền. Xong nói tôi kinh quả lại tôi kiếm bà. Rồi ông cạo cái đầu cục lóc không phải ông thầy chùa à? Vậy hả, nãy giờ nghe chứ tưởng là ông thầy chùa đi mua cá lóc. Cá lóc nhà ông bỏ vô hồ đi. Thôi chúc chị Ánh bán đắt hàng luôn nha. Rồi nghe chào ông, khách hàng không à, lại đi mua giùm mình cảm ơn nhiều, căng đủ với giác luôn nhiều. Ai mà xem kênh của Nguyễn Hòa ghé mua cá lóc ủng hộ cho chị Ánh nè. Căng đủ với giác bên ngoài vừa Ngọc Thủy nè các bạn, bên nhà Lồng Đê nha các bạn. Rồi chào chị luôn. Qua có anh Bạch Tuột quá. Bữa nay quay Bạch Tuột cô Dung nữa nè. Nhiêu ký gì cô Dung? 120 chú bà ơi. 120, còn mực Bạch Tuột nhỏ này nhiêu? Nhỏ 101. Nàng cũng 101 luôn. Nàng cũng 101 luôn. Hôm qua ông kia mua nhiều quá hết luôn không? Hả? Ông mua mấy ký luôn ha? Ờ, cười cho đẹp cái lên trang bìa luôn nè. Chào cô Dung luôn nha. Rồi chúc cô Dung bán đắt luôn nha. Lên trang bìa luôn á. Lên đỉnh nhất luôn phải không? Cá người này nhiêu vậy chị? À cá cam. Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà Lồng F và nhà Lồng D sáng thứ năm nè các bạn.
Trời cũng vắng người lắm các bạn ơi. Đây là bên nhà lồng đê các bạn, bên ngoài nhà lồng các bạn. Cá vô hồng nhỏ là 25.000. Cá vô hồng lớn là 35.000. Lát nữa mà tới giờ là mình giờ qua bên đó là bán cái trưa là thấy không? Dạ hết. Thôi, hết đi về. Bán sổ về. Rồi chào anh luôn nha. Rồi về luôn. Cơm cho mấy con cá chẽm nữa. Tôm kia này bao nhiêu vậy? 130. Còn kia giữa này là cũng chạy luôn hả? Đồng giá hết trơn luôn. Đấy, đường thứ 7 chủ nhật là họ đi chợ đông. Rồi chào anh luôn nha. Rồi chào anh luôn. Thẻ này nhiêu chị? Thẻ sống này 170.000 sáng thứ năm nữa các bạn. Rồi chào chị luôn nha. Loại này 150, còn loại bên kia là chắc mắc hơn á chị ha. Dạ đúng rồi, 160. À, loại này là 160.000. Cái này là mắc. À, 1 kg này chắc được 30 con, ba mấy con. À, ba mấy con ha. 35 con. Bên đây là 160 hả? Dạ. À, 160 mà tôm thấy to vậy cũng được chứ đâu có mắc đâu. Cái này là chết rồi là có 150 không rồi. À ngột. 150 một ký ghẹ ngột, ngột chết rồi các bạn. Ghẹ nhỏ chắc 100.000 á. Này nó sống lên 650 rồi là có cửa nữa. À bao ăn. Này ghẹ nhỏ sống là 150. Đây là 150 ký thôi. Ăn đủ tiền. Đây là toàn cảnh bên ngoài nhà lồng F và nhà lồng D các bạn. Sau khi tham quan ở ngoài chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh A Còng Nguyễn Thị Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.